Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Albania và đội tuyển Ba Lan. Đây là trận đấu thuộc vòng loại Euro 2024 và sẽ được diễn ra vào lúc 1:45 rạng sáng ngày 11 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì đội tuyển Ba Lan trận đấu này sẽ là những người được đánh giá của trên và sẽ chấp Albania với mức kèo là 0.5, mức kèo cũng có thể hạ xuống còn 0.25 và tăng 0.75, mức tài xỉu trận đấu này là 2.25, 2.5 và hai trái tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm nha. Đặc biệt là cái trang này nó có giao diện cũng rất là dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Albania và Ba Lan thì Albania toàn thua cả 5 trước Ba Lan. 5 trận thi đấu gần nhất của Albania thì Albania thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Ba Lan thì Ba Lan thắng 3 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Albania được chấp 0.5 hoặc là 0.25 nha. Vì sao? Mặc dù lần gặp lại Ba Lan ở trận đấu này thì một lần nữa Albania vẫn như ngày nào bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Ba Lan thì mình thấy là Albania họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa, trận đấu này Albania có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì cũng chưa kể là nếu như trận đấu này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Albania được chấp, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Cái phong độ ở những lượt trận gần đây của Albania thì cũng đang rất là tốt. Và trận đấu này họ sẽ có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất, thì biết đâu đây sẽ là lần đầu tiên cho Albania đá bại được Ba Lan luôn thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Albania được chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.25, 2.5 và hai trái. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 2 hoặc 3 bàn trở lên là nhiều. Và ở thời điểm hiện tại thì hai đội đang có phong độ tốt và hiệu suất ghi bàn cũng ổn. Thì mình nghĩ trận cầu này sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 2 đều hoặc 2-1 nghiêng về cho Albania. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.25 và tài xỉu là 0.75. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và phong độ đang ổn định thì Albania mới là những người có bàn dẫn trước, thậm chí là hai bàn. Hiệp 1 các bạn chọn Albania được chấp nha và đá tài 0.75. Tóm lại trận đấu một chút kèo là chọn Albania và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha. Ưu tiên đánh tài hiệp 1.